Cái ghế của em chứ. Bố ơi. Bố thôi bố. Bố cho cái bánh đi về mày. Bố bình dị cũng chào tay. Ôi chị ơi. Ngồi đó rồi em đưa cho. Chị bố ơi. À, mua đem về tự xử lấy giùm em bố. Ngồi có ghế rồi em lấy cho. Có mấy nó có nắng nắng đem về mà. Dạ. Nóng cho năm hỏi luôn á. Bón cho năm hỏi về thử về ăn đây. Đồ ốc ghế đâu cho chị không? Ủa. Nãy giờ con không có tổng không? Đột. Có con cái đó được. Con không có tổng con. Để em cô Hiền có bô tay đâu rồi. Đấy đuổi mà gác. Chứ chuẩn bị bỏ bánh nhưng mà bao nhiêu? 10 cái. Để em có mang của chứ. Ở đây cũng số đó cũng em nó lấy mấy cái năm nắng rồi. Dạ. Chá kiểu vậy. Này mấy cái em ở đốt nè. Thôi đi chị Ba, tự nhiên em sao đâu. Trời ơi chị Ba ơi. Đúc vòng vòng chị kết nha Hiền. Mời kết chị Ba nè. Ủa giờ cháu này. Sáng ngồi chờ chứ rừng trong phòng còn nát đâu. Chị làm cho ai vậy Ba? Chị đưa lão. Trong phòng còn nát luôn á chị. Cô Nam kết rồi đó cô ạ. Con nó đây. Tỉnh lấy luôn ngon quá.
Còn mà cháu em mấy cái cháu quay rồi không ngon hê. Dầu kinh này đứng. Ăn không miệng á. Qua nó cô lạc lẹ. Mẹ nó mua gì rồi? Để bỏ luôn cho nó luôn nha. Em bảo dở rồi về cung mình thuốc nổ không nha thợ. Ủa chị hai sao bạn đó có con to vậy? Chị rửa gì nữa không? Lại. Tự nào đi lồm thì cũng có nghề lồm quá. Có nghề lồm á. Bữa lồm mà hút ra chi không? Dạ là lấy chứ lấy không. Ủa ông mà kia này chặn đột á hả? Chặn rồi bữa đó. Em thương chị ngon không chị? Con thương lắm, tội. Mẹ con á tội. À, cũng ủng hộ hết chứ. Cũng lúc bánh xèo nhưng mà cái đó có quán kia kia nó không ủng hộ mà nó bà con mới biểu là thôi bây giờ ở ngoài đó đi lồm chưa được cái thì ở nhà lồm bánh xèo rồi bà con ở đây nó ủng hộ. Cô ngơ là sức khỏe không bằng được hết. Ừ, không bằng. Dạ, sáng mừng á. Thôi còn bốn ngọn để mai cũng được. Là chân cản người sao? Chân cản nó xẹo vậy đó, cái cản nó vậy đó, nó đi nó cũng không bình thường ấy chứ có hồi trật té nữa. Thằng nó tội, nó thương rồi nó thấy mẹ con vậy nó cũng thương, nó chốt như là mà cũng thương. Thương mà cũng ủng hộ cho nó. Cứ biểu nó lòm đi, nó nói bây giờ lòm không biết là có giúp dùm an không, kêu cứ việc lòm đi là từ từ nó mua đông lắm. Cái kia cũng có con bánh xèo, mà lòm đâu có máy giữa cái không ai mua ấy. Mà nó là bữa nay nó lòm cũng được mư bữa đó, mà ngày nào cũng ủng hộ, ngồi cho nó thấy. Mà cũng... thì nó cũng khó khăn là từ hồi bây giờ nó có sinh được đứa con đó rồi nó lo miết miết cái giờ cái rồi con nó lớn thì nó học cũng giỏi mà nó cũng chạy theo nó lo nó đi lòm nuôi con nó đi ra ngoài Đà Nẵng rồi nó lòm miết mà có xí ruộng thôi nhưng mà giờ ở nhà lòm bao nhiêu ruộng thì nó không đủ nó phải đi lòm mà thuê ngoài Đà Nẵng á lấy kiếm tiền nó nộp thêm học cho con. Rồi lái đây được á, rồi ra lấy nắng cho con nha. Con có hiểu. Thôi để nó mẹ nó đi luôn ra. Hả? Con mượn cái hai hộ. Đưa ra con hỏi con thấy con. Con đưa qua đây vậy đi. Con bỏ cái này để trá hả? Đó được á. Cái đó được. Hay, đây em đốt trá hay coi em đốt có trá không? Không. Em đốt trá hay coi. Dạ, em thì cuộc sống của em mỗi hoa mỗi nhau mỗi cảnh thì mà em sinh em ra vậy rồi trong hoàn cảnh vậy rồi thì em cũng bình thường thôi cũng phấn đấu sống như bao người thôi chứ có gì đâu. Em cũng tòng cố gắng để mà học ra trường xong rồi có bằng làm đi xin việc lồm liền thôi chứ còn không loanh quanh chi. Em trong có việc lồm sớm để mà có tiền để phụ nuôi mẹ chứ thấy bà đi lồm mấy dài thấy khổ tội nhiều hồi em kêu bỏ thì nghĩ đi
chứ đừng làm vậy khổ quá, đi ra đó thì xe đọp đi ban qua đường này kia cực khổ, em phải dẫn qua đây trả qua đây. Em nhớ cái đợt mà lúc mà ngoại em lâm bệnh á, cái hồi thời đó là bà mẹ ở nhà lo đủ thứ hết, toàn ông ngoại cứ đau miết này kia phải đi ra tiền này kia nuôi ông. Rồi em cũng nghĩ bây giờ mẹ nuôi ông ngoại miết cái nhà dài không nổi nữa thì em đi học thì lấy gì cái học. Rồi em cũng tính nghĩ đi lộn cái gì đó cho đi ra rồi, nhưng mà mẹ cũng đó thì em cũng đi. Cô nhiều hồi sao mà nó kêu thôi không có ăn gì mẹ cứ sao mà cho con ủ bánh mì là được thôi, là con ăn con vẫn đi học được thôi. Hiền chăm học lắm, nhưng mà có nhiều hồi Hiền nghỉ là dạy Hiền mới đó Hiền nghỉ nghe, chứ còn Hiền ưng đi học có miệng thì nó nghỉ chứ trong cái lương tâm ưng đi học mà nó mà cô mà nó nghỉ nữa thì chắc Hiền ra nước mét luôn thôi. Hiền thích đi học. Sinh viên nghèo đốt bánh xèo nuôi mẹ, đây là nhà của em Hiền nè các bạn. Ui